Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm cao điểm về nguy cơ cháy nổ, do vậy cần tập trung cao độ về lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm phương án trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân, yên tâm vui xuân đón Tết an toàn. Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi đến thăm kiểm tra và chúc Tết cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam lưu ý, Thanh Hóa là tỉnh lớn, dân số đông, các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra sôi động, nguy cơ cháy nổ thiên tai là rất lớn, phức tạp, khó lường. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy và cứu nạn cứu hộ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng cháy, cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và kiến thức cho người dân với phương châm phòng ngừa là trước hết và trên hết, đồng thời chủ động sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân tại thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc làm 3 người trong cùng gia đình tử vong ngày 30 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, công an tỉnh Phối hợp chặt chẽ khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất xử lý nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm. Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, nhất là hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ hàng tuần, tháng, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, hộ gia đình, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý. Chiều ngày 30 tháng 1, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình có người bị thiệt mạng do hỏa hoạn tại huyện Vĩnh Lộc. Lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn, hội chữ thập đỏ Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chia buồn với gia đình ông Lê Ngọc Tuấn ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng có vợ và hai con tử vong do vụ hỏa hạn xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 1. Lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các nạn nhân và sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm của người dân tại địa bàn dân cư. Trước đó, khoảng 23 giờ 40 ngày 29 tháng 1, gia đình ông Lê Ngọc Tuấn đã xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến vợ và hai con của ông tử vong. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân cháy là do chập điện. Thưa quý vị và các bạn, huyện Triệu Sơn vừa khai mạc hội trợ hoa đào năm 2024. Đây là năm đầu tiên huyện Triệu Sơn tổ chức sự kiện này nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong việc giao lưu, mua bán, trao đổi hoa cây cảnh, chơi Tết. Hội trợ Hoa Đào Tết Triệu Sơn diễn ra đến ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 12 âm lịch. Hội trợ thu hút gần 3.000 sản phẩm đào phai, đào kép, đào thế, đào cổ thụ. Không chỉ tổ chức triển lãm, huyện Triệu Sơn còn chấm các tác phẩm đẹp nhất để trao giải tại hội trợ. Hội trợ Hoa Đào huyện Triệu Sơn có ý nghĩa tích cực giúp các nhà vườn quảng bá sản phẩm đào truyền thống địa phương. Hội trợ cũng là dịp để các hộ trồng đào giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây còn là một sân chơi bổ ích hiệu quả cho những người yêu thích sinh vật cảnh. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành vừa công bố nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Kim Tân và Vân Du. Trên địa bàn thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành có 53 đường phố được đặt theo tên danh nhân có trong ngân hàng tên của tỉnh. Trong đó thị trấn Kim Tân gồm 28 đường phố, thị trấn Vân Du gồm 25 đường phố những năm qua, thị trấn Kim Tân và thị trấn phần Dù, huyện Thạch Thành không ngừng phát triển, nhiều công trình hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng, nhiều tuyến đường mới được hình thành. Việc đặt tên cho đường phố góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới giao thông, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đô thị, nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay sau buổi lễ công bố, các đại biểu đã tham gia nghi thức cắt băng, gắn biển tên đường Lê Thái Tổ và đường Mai Xuân Minh. Chế biến thủy hải sản là nghề truyền thống có từ lâu đời ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Những năm gần đây, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao giá trị, hiệu quả của nghề chế biến thủy hải sản, nhằm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngư Lộc là xã ven biển của huyện Hậu Lộc có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm của xã đạt trên 13.000 tấn. Nhờ có nguồn nguyên liệu dồi dào từ nghề khai thác biển nên hoạt động chế biến hải sản trên địa bàn xã rất sôi động. Hiện nay xã Ngư Lộc có trên 60 cơ sở chế biến hải sản, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động. Các sản phẩm chính là ruốc, nước mắm, hải sản khô và cấp đông. Đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi đặc biệt quan tâm là cái hoạt động để rồi giải quyết được cái công an việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương. Thứ hai là cũng góp phần cho cái việc phát triển kinh tế của hộ gia đình. À, Thông qua cái lĩnh vực chế biến thủy hải sản thì đã góp phần cho cái việc phát triển kinh tế của địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Mặc dù phát triển khá sôi động, nhưng hiện nay hoạt động chế biến hải sản ở ngư lộc chủ yếu vẫn là quy mô nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, các sản phẩm cao cấp. Vì vậy xã ngư lộc đang hỗ trợ khuyến khích người dân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm mới, quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chế biến, xây dựng các sản phẩm đạt chứng nhận ô cố. Chính quyền số là một trong ba trụ cột chính, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Xác định xây dựng chính quyền số là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để xây dựng chính quyền số nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 24 trên 24 xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố. 100% cán bộ, công chức khối chính quyền xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân. Tất cả các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã trên 90% vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Ngoài ra, huyện Nga Sơn cũng đang duy trì hoạt động có hiệu quả 168 tổ công nghệ số cộng đồng. Với mục tiêu phát triển chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phát triển kinh tế số, xã hội số để cải thiện mức sống của người dân, huyện Nga Sơn đang tập trung các nguồn lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo, hướng dẫn 7 xã hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2024. Huyện phân đấu đến năm 2025 có 100% xã, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thành Hóa. Chương trình thời sự 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.